Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Các bạn, hôm nay đó mình chạy vòng vòng cái khu thành phố San Jose, California. Rồi mình chạy lên cái thành phố Cupertino. Rồi mình chạy tới cái thành phố Santa Clara. Mình chạy vòng vòng ba cái thành phố này. Mình muốn chia sẻ cho các bạn cái tình hình hiện bây giờ nó ra sao ở bên Mỹ, nhất là bên cái thành phố San Jose với cái khu San Jose nha các bạn. Đó thì bữa giờ nếu mà các bạn mà đang coi trên tin tức đó là bây giờ ở bên Cali đó, tiểu bang Cali đó đang bị cháy nha các bạn, vẫn bị cháy. Hồi lúc đó, thì bị cháy ở trên Bắc Cali. Bây giờ thì bị cháy quá chừng ở dưới Nam Cali nha các bạn. Quá chừng là cháy luôn. Đó, mấy người nhà nước người ta thấy cháy nhiều quá, người ta phải kêu mấy người mà ở trong nhà đó phải đi ra chỗ khác, phải đi ở chỗ khác. Tại vì người ta sợ bị cháy rồi mất công người ở đó bị chết đó các bạn. Bởi vì người ta bắt mình phải đi chỗ khác nha các bạn. Nó kêu bằng là, bên Mỹ nó kêu bằng là evacuation đó các bạn. Là nó phải bắt mình đi ra chỗ khác chứ mình không có được ở trong nhà nữa. Tại vì cái chỗ cái cháy đó nó gần nhà của người ta quá. 90.000 người bị bắt đi chỗ khác nha các bạn, ở dưới Nam Cali đó. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn cái tin tức mới nhất là cái đó nha. Rồi cái tin tức mới nhất nữa là cái số ca nhiễm với cái số người chết mới nhất cho cái dịch COVID-19 ở bên Mỹ càng ngày càng tăng lên nha các bạn. Đó, vẫn lên, ngày nào cũng cái số nó cũng lên. Nó không có ngừng nha các bạn. Nó càng ngày nó nhiều người càng ngày càng nhiễm, rồi cũng nhiều người càng ngày càng chết đó. Thì sẵn hôm nay Nhịp Sống Cali đang chạy ngoài đường đó, sẵn có thì giờ đó rồi chia sẻ luôn cho các bạn, cho cái vụ mấy cái số mới của cái dịch COVID-19. Ok, bây giờ toàn thế giới là có hơn 44 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 1.1 triệu. Cái đó là toàn thế giới nha các bạn. Rồi bây giờ mình chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm với nhiều người chết. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America, là bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 9 triệu ca nhiễm. Rồi tất cả người chết là hơn 232.000 người. Đó nha các bạn, ghê gớm như vậy đó. Càng ngày cái số nó càng tăng lên đó các bạn. Đứng nhì là India, hiện bây giờ có hơn 7.9 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 120.000 người. Đứng ba là Brazil, hiện bây giờ có hơn 5.4 triệu ca nhiễm. Hơn 157.000 người đã chết. Russia hiện bây giờ có hơn 1.5 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 26.000 người. Rồi đứng năm là France, hiện bây giờ có hơn 1.1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 35.000 người nha các bạn. Cái đó là mấy cái số ca nhiễm đó. Với mấy cái số người chết nhiều nhất nha các bạn, đang ngày nào cũng tăng lên hết. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali chia sẻ cho các bạn bên nước Việt Nam luôn. Hiện bây giờ nước Việt Nam là có 1.172 ca nhiễm. Tất cả người chết là 35 người. Đó nha các bạn, cái đó là cái số mới nhất của bên Việt Nam đó. Nếu mà các bạn nào mà không biết đó thì các bạn cũng theo dõi được hôm nay nha. Nhịp Sống Cali đọc mấy cái số này ở trên cái website nó kêu bằng là worldometers.info/coronavirus nha các bạn. Đó thì miễn mà mấy các bạn nào muốn theo dõi cái mấy cái số ca nhiễm đó với mấy cái số người chết mới đó, các bạn nhớ lên cái website đó nha. Ok, bây giờ Nhịp Sống Cali chia sẻ cho các bạn mấy cái tiểu bang ở bên Mỹ mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Rồi hiện bây giờ đang đứng đầu là tiểu bang Texas nha các bạn. Đang bây giờ có hơn 927.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 18.000 người. Đứng nhì là tiểu bang California, là cái tiểu bang Nhịp Sống Cali đang ở đây, là có hơn 916.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 17.400 người. Đứng ba là Florida, hiện bây giờ có hơn 786.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 16.500 người. Đứng tư là New York, hiện bây giờ có hơn 535.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là 33.600 người. New York vẫn đứng đầu cho cái số người chết nha các bạn. Đứng năm là Illinois, hiện bây giờ có hơn 387.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 9.800. Rồi Georgia, hiện bây giờ có hơn 353.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 7.800 người. Rồi bây giờ sẵn chia sẻ luôn cho các bạn cái tiểu bang Michigan, hiện bây giờ có hơn 182.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 7.585. Mấy cái tiểu bang mà có ít ca nhiễm nhất với ít người chết nhất là bên Mỹ là Vermont, tiểu bang Vermont. Rồi tiểu bang Maine, New Hampshire, Wyoming, Alaska, Hawaii, West Virginia, Delaware. Mấy cái tiểu bang đó là mấy cái tiểu bang mà có ít người bị ca nhiễm nha các bạn, với ít người chết ở bên nước Mỹ đó. Đó thì mấy cái số đó là mình đọc cho mới nhất hiện bây giờ ở bên Mỹ trên cái website worldometers.info/coronavirus nha các bạn. Ok các bạn, thì bây giờ Nhịp Sống Cali vẫn đang trên đường chạy lên mấy cái thành phố Santa Clara, Cupertino rồi đó, đi kiếm gì ăn đây. Rồi sẵn quay vòng vòng cho các bạn coi cái cảnh nó ra làm sao hiện bây giờ ở bên Mỹ, nhất là bên cái quận Santa Clara County đó các bạn thấy đó. Trời hôm nay quá đẹp luôn, trời sáng sủa, nắng đẹp quá. Thì sẵn đó chạy thì quay luôn cho các bạn chứ không quay uổng lắm, tại hôm nay mình thấy cái trời nó quá đẹp. Ok các bạn, bây giờ Nhịp Sống chạy tiếp đây. Các bạn tiếp tục xem cái video nhé. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của Nhịp Sống Cali. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn, nó có cái chuông đó. Các bạn nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Cali và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Các bạn tiếp tục xem cái video nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.